lấy cảm hứng từ chín bậc của cầu thang sàn nhà sàn, nơi bao dấu mốc của cuộc đời đều trải qua. Bài hát gửi gắm đến người nghe thông điệp của chín bậc cầu thang ấy chính là tượng trưng cho cuộc đời của người phụ nữ đi từ chập chững biết đi đến khi trưởng thành xuất giá về nhà chồng, rồi 9 tháng mang lăng đè đau. Mọi niềm vui, nỗi buồn đều đi qua chín bậc cầu thang ấy. Vâng, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Chín bậc tình yêu sáng tác An Thuyên qua giọng hát của bạn Mai Thị Diệp đến từ xưởng sản xuất bao bì giấy Hương Yên ạ. Vâng, xin mời ạ.